Trong thời gian gần đây, những lùm xùm xung quanh câu chuyện từ thiện của các nghệ sĩ vẫn chưa thể nào lắng xuống. Khi mà mọi thứ còn chưa được điều tra một cách minh bạch thì không thể nói trước là ai đúng ai sai. Nhưng mà có một vấn đề mà mọi người tranh cãi rất nhiều, đó là liệu dư luận có quyền bắt ai đó phải sao kê tài khoản khi mà bị nghi ngờ hay không? Vậy ta cùng tìm hiểu về vấn đề này để có câu trả lời nhé. Đầu tiên là bạn phải biết sao kê là gì đã và nó có dễ dàng thực hiện hay không. Sao kê không phải là một ngôi sao mới từ trên trời được bà Hằng phát hiện, mà nó đã nằm trong ngân hàng từ lâu rồi các bạn ạ. Sao kê ngân hàng là bản sao ghi chép chi tiết những giao dịch đã phát sinh của tài khoản thanh toán cá nhân hoặc tổ chức. Các giao dịch phát sinh bao gồm các khoản chi tiêu, thanh toán dịch vụ, ứng tiền mặt, nói chung là tất cả những giao dịch bạn phát sinh liên quan đến tài khoản ngân hàng, đứng tên của bạn sẽ được lưu lại, không sót một khoản nào. Hiện có hai hình thức sao kê là sao kê trực tuyến và sao kê trực tiếp in ra giấy, có chứng thực của ngân hàng. Tuy nhiên thì hình thức sao kê trực tuyến có thể là bị giới hạn về thời gian, số giao dịch gần nhất. Một số ngân hàng thì chỉ cho phép sao kê online trong 6 đến 9 tháng, cho nên nhiều người cứ trì hoãn là hết dịch mới sao kê là như vậy. Vậy thì việc sao kê có khó hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì một ngân hàng họ giao dịch một ngày lên tới hàng nghìn tỷ đồng, từ hàng ngàn người, đâu chỉ là có một người, mà khoản nào khoản đó thì vẫn được hệ thống lưu trữ rõ ràng. Thì vài chục tỷ trong một tài khoản cũng không có khó khăn gì cả. Quan trọng là bạn muốn sao kê hay không thôi. Và nếu như bạn ngại xếp hàng bởi vì vài cân giấy A4 cho vài trăm tỷ, yên tâm, giao dịch lên tới vài trăm tỷ thì bạn là khách VIP rồi. Cần chi phải xếp hàng? Sẽ có nhân viên mời bạn vào phòng riêng để chăm sóc. Nói chung là nếu bạn có đủ giấy tờ chứng minh mình là chủ tài khoản, thì bất cứ ngân hàng nào cũng không thể làm khó bạn khi được yêu cầu bản sao kê chi tiết. Chỉ cần là bạn ngân hàng thì họ sẽ trích lục toàn bộ thu chi tài khoản của bạn, không sót một xu nào. Muốn in bao nhiêu cũng được, in mấy cân giấy cũng xong. Ngân hàng họ phục vụ khách hàng, đó là dịch vụ. Họ không thấy ngại sao kê cực khổ thì không mắc gì mà bạn phải thương nhân viên sao kê vất vả cả. Một ví dụ cho việc không ngại sao kê là hãy nhìn những ví dụ cụ thể như là vợ chồng nghệ sĩ Lý Hải, Minh Hà trước đây chẳng hạn. Số tiền nhận từ thiện của họ chỉ là 6 tỷ đồng thôi, một con số cũng nhỏ so với nhiều người khác. Vậy mà bản sao kê của họ công bố đã lên tới 200 trang giấy. Mọi thứ rất là minh bạch, rõ ràng và cực kỳ khách quan. Chỉ cần trình ra những bản sao kê này thì không ai có thể nghi ngờ bạn được cả. Ai đổ tội cho bạn thì có thể dùng chính những bản sao kê này để kiện họ tội vu khống ngay lập tức. Giữa ồn ào về số tiền hơn 13 tỷ đồng từ thiện đồng bào miền Trung mà nghệ sĩ Hoài Linh đang nắm giữ, chưa kịp giải ngân mới đây, hay là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành bị gọi tên thì cư dân mạng bất ngờ khui lại bài đăng báo cáo số tiền làm từ thiện mà vợ chồng Lý Hải, Minh Hà từng kêu gọi Mạnh Thường Quân đóng góp trong đợt lũ ở miền Trung hồi cuối năm 2020 vừa qua. Ngay sau đó, để chứng minh cho sự trong sạch, vợ chồng này đã công bố hơn 200 trang sao kê chi tiết số tiền 6 tỷ đồng quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung. Lập tức đã được nhiều khán giả dành lời khen ngợi vì rất rõ ràng, minh bạch và khách quan. Với số tiền kêu gọi được là 6 tỷ đồng, hai vợ chồng Lý Hải, Minh Hà đã in sao kê chi tiết rõ ràng lên đến 200 trang. Việc công bố sao kê chi tiết số tiền 6 tỷ đồng quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung của vợ chồng Lý Hải, Minh Hà được nhiều khán giả dành lời ngợi khen bởi vì quá là rõ ràng và minh bạch. Vợ chồng cô ưu tiên chọn những nơi cần tu bổ như là trường học, vừa giúp cho học sinh đảm bảo việc học hành, vừa để cho bà con tận dụng để tránh bão lũ. Khi được hỏi về việc có bao giờ cảm thấy áp lực về chuyện phải công khai minh bạch số tiền quyên góp từ các mạnh thường quân không, Lý Hải từng trả lời rằng từ trước đến nay bà xã mình rất kỹ lưỡng trong việc công khai tài chính. Ai bỏ tiền vô quỹ từ thiện của chúng tôi đều được Minh Hà chụp sao kê, báo cáo hết sau khi kết thúc chuyến đi. Việc làm đó vô tình trở thành thói quen cho nên chúng tôi cảm thấy rất bình thường. Ví dụ, trước đến nay chúng tôi chưa làm mà bây giờ phải làm thì sẽ gặp áp lực, khó khăn. Nhưng bây giờ công tác này chúng tôi đã quen rồi. Quỹ Trái Tim Đồng Cảm cũng đứng ra quyên góp để hỗ trợ người dân khó khăn được hơn 8 năm rồi, nên chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm để có thể làm mọi thứ rõ ràng, minh bạch. Đặc biệt trong những ngày tháng khúc ruột miền Trung yêu thương phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do bão lũ thiên tai gây ra, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà đã không quản ngại vất vả, khó khăn, đích thân đến từng nhà để trao tiền từ thiện cho bà con miền Trung. Nghĩa cử cao đẹp cùng với tấm lòng thương người này của hai vợ chồng Lý Hải và Minh Hà đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, ủng hộ và dõi theo của dư luận cả nước. Và họ cũng khuyến khích những người đã làm từ thiện, đang bị réo tên
hãy làm vậy để trả lại sự trong sạch cho chính bản thân mình. Nhưng câu trả lời vẫn là đợi hết dịch, thách đối nhau trên mạng xã hội. Chắc nhiều người sẽ nghĩ rằng những người làm từ thiện cũng có quyền giữ bí mật những thông tin này. Chả ai có thể lên tiếng bắt ép họ công bố bản sao kê tài khoản của mình hết. Vậy thì bạn nên đặt mình vào vị trí của những mạnh thường quân đã tin tưởng và gửi tiền cho những người kêu gọi từ thiện. Họ cũng có quyền được biết tiền của mình có được gửi đúng nơi, chi đúng việc và giúp đúng người hay không chứ. Nếu như bạn bỏ tiền túi ra làm từ thiện thì đúng là không ai có thể bắt bạn phải sao kê cả. Nhưng nếu bạn đứng ra kêu gọi ủng hộ thì công bố bản sao kê là nghĩa vụ mà bạn phải làm, kể cả là không có ai yêu cầu đi nữa. Chính vợ của nghệ sĩ Lý Hải đã trả lời thế này khi được hỏi tại sao lại công bố sao kê dù không được yêu cầu. Đó giờ chị vẫn làm như vậy, không sao đâu em ơi, chị phải cảm ơn mọi người đã đợi chị chứ. Cứ đặt vị trí ngược lại, mình mà chuyển số tiền lớn cũng không biết có trục trặc gì không nè. Chứ không có ai cầu chị sao kê hết, chị thấy cần thì chị làm thôi. Chính những bản sao kê sẽ là thứ bảo vệ cho người làm từ thiện khỏi những tranh cãi sau đó, nhất là giới nghệ sĩ. Thì bảo vệ danh tiếng của họ là càng quan trọng hơn, cho nên công bố sao kê là điều đương nhiên họ phải làm. Khi bạn đã dám đứng ra kêu gọi quyên góp tiền và có những người đã tin tưởng gửi tiền cho bạn, thì bạn phải có trách nhiệm làm việc đó một cách minh bạch và rõ ràng. Lòng tin là thứ không dễ có được, có rồi thì rất dễ mất đi. Bạn có thể im lặng một lần, nhưng lần sau khi bạn tiếp tục kêu gọi, liệu bạn có chắc rằng không ai đứng ra đặt nghi vấn hay không? Và nếu có người đặt nghi vấn thì liệu bạn có thể im lặng được mãi hay không? Bản sao kê chính là thứ giúp bạn giữ được lòng tin từ mọi người và bảo vệ bạn khỏi những vướng mắc pháp luật. Vậy nên đừng nói rằng không có ai có quyền bắt ép người khác công bố sao kê ở đây, bởi vì nó là công việc đương nhiên phải làm, chứ không phải là muốn hay là không thì tùy. Chả ai bắt buộc một cá nhân nào phải đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện hết. Vậy nên là một khi đã dám gánh vác trên vai trọng trách nặng nề từ mọi người, thì công khai mọi thứ minh bạch rõ ràng chính là trách nhiệm của bạn. Không thể làm được điều đó thì ngay từ đầu không nên kêu gọi làm gì cả. Chịu lời nói không bằng một gói sao kê. Đừng mất công đôi co làm gì cho mất thời gian, gây thêm hoang mang cho dư luận. Khi người khác không có lòng tin vào bạn thì hãy sao kê để chứng minh, đơn giản như vậy thôi. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ like, nhấn nút đăng ký để nhận thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.